Xin chào tất cả các bạn. Sáng nay hãy cùng mình ra đồng để khám phá một thế giới cực kỳ thú vị nhé. À, có một đàn cò lửa luôn kìa. Chắc là tổ của bạn ấy nằm trong cái đám lau sậy này này. Thì theo dõi xem nhé. Đàn cò này đang đứng trong đám cỏ để theo dõi lại mình kìa. Nó đang vươn cái cổ dài ra nhìn mình đấy. Cò lửa lùn là một loài chim thuộc họ diệc. Nó dài khoảng 38 cm, với cái cổ ngắn và mỏ hơi dài. Bây giờ mình sẽ đi vào cái đám cỏ này để tìm tổ của đàn cò lửa này. Chắc chắn là tổ nằm trong này thôi. À, đây rồi nè. Đang có hai bàn trứng xinh xinh trong tổ. Hôm nay mình lại quay lại cái tổ của mấy bàn cò lửa này. Cái bàn cò lửa này bán đã phát hiện ra mình rồi đấy. Bán rất là cảnh giác nha. Thấy chưa? Cảnh giác lắm. Đấy, đấy. Loài cò lửa lùn này là chủ yếu ăn côn trùng, cá và động vật lưỡng cư. Cho nên môi trường sống và sinh sản của chúng thường là ở vùng lau sậy. Chúng sẽ làm tổ trên các gốc cây lau sậy hoặc trong các bụi cỏ. Mỗi lứa chúng sẽ đẻ từ 4 đến 6 quả trứng đấy. Mình thử xem thử là 3 ngày sau thì nó bao nhiêu quả trứng rồi nha. 3 quả này. Để tránh làm kinh đồng quá nhiều đến cuộc sống của mấy bạn này, nên hơn 20 ngày sau mình mới quay lại. Bà đã thấy mình bán lần này có vẻ hoảng sợ và cảnh giác cao đủ này. Tuyệt chứ này. Đã có những chú chim non xuất hiện trong cái tổ nhỏ xinh này rồi. Xem bao nhiêu chú nha. Có 4 chú chim luôn nha. Wow, chú nào cũng xinh đẹp khỏe mạnh hết á. Để xem. Trời ơi, bà mẹ nhìn dữ dằn chưa này. Chú không làm gì đâu, tôi chỉ xem thôi. Cho tôi xem chút nha. Trong khi bà mẹ đang làm mặt mày dữ tợn để xua đuổi tôi, thì những con chim non đã bò ra khỏi tổ. Ô nhánh chưa này, mới có 4 ngày thôi mà mấy chú chim đã lớn chắc phải gấp 3 lần đó. Thôi mình cũng phải nhanh đi thôi chứ. Sợ ba mẹ này ba bay vào ba mổ mình á. Ghê quá. Sau khi mình đi thì mấy chú chim non bắt đầu bò về tổ lại rồi nè. Khôn quá. Bản năng sinh tồn. Tuyệt thật đấy. Mình mới tới cái bụi cỏ gần cái tổ của nó thôi mà nó đứng nó chắn đường nó chửi. Chim bố nên đồng da buồn phết đấy. Đứng chửi không mệt mỏi luôn à. Sau này mình mới phát hiện ra là chim bố nó đang dẫn dụ mình đi xa khỏi cái tổ và đàn con của nó. Đấy, nó đang nhảy qua nhảy về để làm mình phân tán sự chú ý, không còn để ý đến cái tổ nữa. Và trong lúc mình chỉ chú ý đến chim bố này thì chim mẹ đã dẫn đàn con của nó đi ra khỏi tổ.
cho đến cái lúc mà mình sực nhớ lại mục đích của mình nhé, thì cái tủ đã trống trơn rồi, không còn một gọng lông luôn, hay chưa? Được sự bảo vệ và che chở của ba mẹ, khi đàn con lửa con sẽ luôn luôn an toàn thôi. Tự nhiên tuyệt vời thật đấy.